Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế. Những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo các nhà chức trách, một cơn bão có phạm vi 1.600 km quét khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mực nước ngập duy trì ở mức 1,0 đến 3,5 m trên khắp 7 tỉnh cả nước Trung Quốc. Đến nay có ít nhất 45 người mất tích và 33 người bị mất tích do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão. Trong số những người thiệt mạng có 23 người chết vì lở đất ở tỉnh Quý Châu và 8 người mất mạng vì sập tường ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các nhà chức trách cho hay, cả nước có khoảng 1,5 triệu người buộc phải sơ tán và 56.000 ngôi nhà bị đổ sập. Ngoài ra, mưa lớn đã cuốn trôi tuyến đường sắt, vô hiệu hóa mạng lưới đường bộ, biến một sân vận động thành hồ bơi. Ở Vũ Hán, cơ quan quản lý đường sắt ngưng hoạt động trên 17 tuyến, tổng cộng 45 tuyến đường trong thành phố bị ngập lụt và xe hơi không thể đi lại. Tuy nhiên, con đường đến sân bay quốc tế Thiên Hà của thành phố được mở lại sau khi bị phong tỏa một ngày trước đó. Tại tỉnh An Huy, một số điểm du lịch ở huyện Kim Trại thuộc thành phố Lục An bị đóng cửa do lở đất và sụt lún đường xá. Chính quyền địa phương đã giải cứu nhiều du khách bị mắc kẹt. Các trận mưa xối xả khiến nhà chức trách nâng cao cảnh báo lũ lụt quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3, trong đó cấp 1 là cao nhất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Thiệt hại kinh tế trước mắt vào khoảng 850 triệu đô la Mỹ. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16 tháng 8 trên khu vực miền Nam và miền Tây Trung Quốc. Giang Diên Sinh, phó kỹ sư trưởng của Văn phòng Kiểm soát Lũ Hồ Bắc cho biết, chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống lũ lụt ở các khu vực thuộc sông Dương Tử và Vũ Hán. Thưa quý vị, cơn bão Muji hôm 4 tháng 8 đã đổ bộ vào đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió lên đến 150 km/h, khiến hàng chục ngàn người sơ tán. Trước đó, bão Muji đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 36 giờ qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Cơ quan dự báo thời tiết đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất, thúc giục giới chức trách sơ tán hàng chục ngàn người ở khu vực ven biển miền Nam nước này trước khi cơn bão Muji đổ bộ vào đất liền. Hoạt động đi lại giữa đất liền và đảo Hải Nam buộc tạm dừng, cũng như 40.000 tàu cá phải trở về bến. Nhiều chuyến bay bị hủy cũng như dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động. Cơn bão dự kiến di chuyển vào Quảng Tây vào tối cùng ngày, nhưng sẽ suy yếu ngay khi đổ bộ. Trước đó, bão Muji đã hoành hành ở miền Bắc Philippines vào hôm 11 tháng 8. Thông tin ban đầu cho biết có 120 ngư dân và 20 tàu đánh cá mất tích. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 8, chỉ còn 30 ngư dân được cho là vẫn đang mất tích. Thưa quý vị, sau trận mưa đá tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 10 tháng 8, một bức ảnh đầy xúc động lan truyền nhanh chóng trên mạng và được mọi người đặt tên là Kiếp sau vẫn làm vợ chồng. Theo các trang mạng Trung Quốc, một bức ảnh ấy cho thấy một người đàn ông lấy thân mình che chở cho người phụ nữ giữa một đống đổ nát. Người dân địa phương cho biết đó là cặp đôi vợ chồng Vi Kỳ Long và Lý Quế Lan trong độ tuổi 50. Họ có hai người con, gồm một trai và một gái. Tuy nhiên, người con trai không may chết đuối trong một lần đi bắt cá. Bức ảnh chồng lấy thân mình che chở cho vợ lan truyền nhanh chóng trên mạng và nhận được hơn 30.000 lượt bình luận. Trong trận mưa đá nêu trên, cả hai vợ chồng đều thiệt mạng. Những người quen biết kể rằng, ông Vi thường lo hết mọi việc trong nhà, ít khi để vợ phải làm việc nặng. Chúng tôi thường gặp họ đi cùng nhau, về cùng nhau. Họ cứ như hình với bóng, một người cùng làng kể lại. Một cư dân mạng viết, thật ngưỡng mộ tình cảm của họ, một câu chuyện cảm động. Đến thế giới khác, họ vẫn tiếp tục bên nhau. Bức ảnh được đăng tải trên trang tin QQ và nhận được hơn 30.000 lượt bình luận. Đứa cháu ngoại 3 tuổi của hai vợ chồng này cũng bị thương trong trận bão trên. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, mưa đá và lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực của thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô trưa ngày 12 tháng 8, khiến ít nhất 98 người chết và 800 người bị thương. Hiện tượng thời tiết cực đoan này gây mất điện và ảnh hưởng tới giao thông trên nhiều tuyến đường.
Thưa quý vị, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 12 tháng 7, giới chức nước này đã triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ ở cấp độ 4 tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Bộ trên cho biết thêm, nhà chức trách còn quyết định duy trì biện pháp ứng phó khẩn cấp tương tự tại hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc, đồng thời khuyến nghị Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc cần tăng cường cảnh báo sớm, cũng như ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và di dời dân cư ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Các đợt nắng nóng kéo dài ở hầu hết các khu vực thuộc 4 tỉnh kể trên từ đầu tháng 7 khiến đất đai trở nên khô cằn và nứt nẻ, làm tăng nguy cơ thiên tai một khi xảy ra các đợt mưa lớn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới ở miền Tây nước này, với lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với các năm có điều kiện thời tiết bình thường. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Truyền thông Trung Quốc ngày 11 tháng 8 cho biết mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã gây lụt lội và lở đất ở khu vực miền Nam, khiến hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. Mưa như chút đã khiến tràn bờ đến mức nguy hiểm tại sông Châu Giang những ngày gần đây, đe dọa hoạt động sản xuất, vận tải đường thủy và logistics. Trong bối cảnh, các chuỗi cung ứng đang gặp sức ép vì các lệnh phong tỏa của Trung Quốc để phòng đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 đã lên tới 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Tại tỉnh Quảng Tây, nước bùn tràn vào các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ phải sơ tán người dân trên xuồng cao su. Tỉnh này chứng kiến mức lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 2005. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, mực nước của 28 con sông ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo, trong khi mưa vẫn tiếp diễn trong ngày 11 tháng 8. Chính quyền tỉnh Quảng Đông ngày 10 tháng 8 cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán và thiệt hại đến nay ước tính lên tới 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các số liệu chính thức cho biết tổng cộng 480.000 người bị ảnh hưởng của mưa và lũ. Thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi bị nặng nhất, sáng ngày 11 tháng 8 đã phát cảnh báo đỏ về lũ lụt sau khi nhiều vùng nông thôn ở đây và thành phố chính Phật Sơn của tỉnh này đã nâng cảnh báo lũ lụt trong những ngày gần đây. Trong khi đó, tỉnh Giang Tô ngày 11 tháng 8 cũng đã phát cảnh báo đỏ vì lũ lụt. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã được đi sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Trước đó, hồi đầu tháng, ít nhất 21 người đã thiệt mạng vì lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Lũ lụt tại tỉnh Hà Nam mùa hè năm 2021 đã làm 398 người thiệt mạng và gây tổn thất trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Khu tự trị Tây Tạng Gangnam, tỉnh Cam Túc, vào ngày 11, vào khoảng 23 giờ 34 phút ngày 10 tháng 8, một thảm họa lở đất xảy ra ở làng Trương Tử Câu, thị trấn Đà Nẵng, quận Hà Nam, tỉnh Cam Nam. Đến nay, thảm họa đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương, 336 người từ 76 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở làng Trương Tử Câu đều đã được chuyển đến các khu tái định cư. Theo các báo cáo, sau thảm họa, tỉnh Cam Nam đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp 3 cấp độ với các thảm họa địa chất. Lực lượng an ninh công cộng và phòng cháy chữa cháy đang tiến hành ứng phó khẩn cấp công tác cứu trợ thiên tai. Huyện Hạ Hà nằm ở phía tây nam của tỉnh Cam Túc và phía tây bắc của tỉnh Cam Nam. Sở dĩ có tên này là do có con sông Đại Hạ chảy qua huyện, quận lỵ ở gần sông. Tổng diện tích là 6.274 km2 và độ cao trung bình trên 3.000m. Đài quan sát khí tượng huyện Hạ Hà đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 1 giờ 11 phút ngày 11, nói rằng 16 giờ ngày 10 đến 1 giờ ngày 11, một số khu vực của quận đã xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa tích lũy lớn nhất là 70,5 mm. Dự kiến trong 12 giờ tới, hầu hết các huyện Hạ Hà sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tích lũy có thể đạt trên 50mm, cường độ mưa lớn nhất trong giờ có thể đạt từ 5 đến 10mm, kèm theo các hoạt động đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật. Đài quan sát khí tượng huyện Hạ Hà nhắc nhở người dân chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập úng ở đô thị và nông thôn, lũ lụt trên núi, sạt lở đất và lở đất có thể do mưa lớn gây ra. Tính đến 12 giờ ngày 11, cảnh báo vẫn có hiệu lực. Huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ngắn hạn ở các khu vực không có người ở vào thứ Ba vừa qua. Lở bùn bùng phát ở Bàn Tử Câu, thị trấn Miên Trúc và Tân Kiều Câu, thị trấn Ngụy Châu, 7 người mất tích và 4 người trong số họ sau đó được xác nhận đã chết. Các ban ngành liên quan đã sơ tán hơn 900 người dân đang bị nguy hiểm và đang tìm kiếm những người mất tích.
Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của quận Vân Xuyên đã báo cáo rằng sau thảm họa, chính quyền đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp đối với lũ quét và lở đất. Đồng thời, các bộ phận ứng phó khẩn cấp như giao thông vận tải và cấp nước đã tiến hành cứu hộ khẩn cấp, sửa chữa đường xá, sơ tán hàng loạt và đánh giá thiệt hại. Hiện tại, các tuyến đường cao tốc ở Vân Xuyên, quốc lộ 213 và quốc lộ 317 đã thông suốt và trật tự giao thông không bị gián đoạn. Nguồn cung cấp đầy đủ, dân làng bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Một người dân ở làng Bản Tử Câu, thị trấn Miên Trúc cho biết, trong số những người mất tích có hai người là kế toán của làng và vợ của anh ta. Họ biến mất khi đang lái xe tải đi kiểm tra tình hình thiên tai và thi thể của họ đã được tìm thấy sau đó. Một người dân khác cho biết đêm hôm trước mưa không kéo dài. Khi nghe thấy tiếng người la sạt lở đất sắp đến và tiếng ầm ầm, rất đông dân làng chạy lên sườn đồi trú ẩn. Tại quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, mưa lớn cách đây vài ngày đã xảy ra lũ lụt. Tính đến tối ngày 11 đã có 17 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Tại bãi biển tại thị trấn Long Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người dân cho biết đây là trận lụt lớn nhất mà khu vực này phải hứng chịu kể từ năm 1982. Một số người nhà nạn nhân vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi khi nhớ lại hiện trường vụ việc. Vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng thứ Ba ngày 11 tháng 8, ông Tôn sống ở Nhị Đạo Hà, thị trấn Trường Tân đã bị cơn mưa đánh thức và cùng vợ sơ tán kịp thời. Ông Tôn cho biết, vợ chồng ông Tôn Trạch Viễn đều đã khoảng 70 tuổi, cháu trai ông năm nay vừa tròn 15 tuổi. Ông tổ chức sinh nhật cho ông nội trong kỳ nghỉ hè, nhưng ông đã bị giết vì lũ lụt. Thi thể của Sun Wenjan và vợ được tìm thấy bên ngoài nhà của họ vào thứ Ba, và thi thể của cháu trai họ được tìm thấy trong một cái cống hai ngày sau đó. Trần Tiểu Hoa, cư dân ở thành phố Dương Cừ, thị trấn Trường Đàm, và vợ Tăng Tần lái xe chở đồng nghiệp Trương Bình về nhà sau giờ làm việc vào đầu giờ chiều ngày thứ Ba. Tuy nhiên, ba người chỉ còn cách trạm xăng khoảng 200m thì gặp lũ từ trên núi tràn xuống. Cuối cùng, vợ chồng Trần Tiểu Hoa thiệt mạng. Hai vợ chồng có hai con gái lớn đang làm việc ở ngoài thành phố, con gái thứ hai đang học trường cấp 2 ở địa phương. Sau đó, cha mẹ của Trần Tiểu Hoa đã đưa cháu gái của họ rời khỏi bãi biển thị trấn Long. Một phóng viên truyền thông nội bộ đã đến hiện trường Trần Tiểu Hoa và vợ anh ta bị chết và tìm thấy hai tảng đá lớn còn sót lại tại hiện trường. Và người ta ước tính rằng họ đã thiệt mạng khi bị dòng nước lũ trên núi ập xuống. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!